Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay phụ kiện Quang Trung lại giới thiệu với các bạn một cái bộ len. Đây là cái bộ len 2 in 1 dành cho các bạn mà dùng để du lịch hoặc là quay các cái sản phẩm chi tiết nhỏ như là xăm môi, mày hoặc là nail spa. Thì cái bộ này nó sẽ có rất là nhiều các chi tiết và chất lượng của nó sẽ tốt hơn cái bộ trước đây mà bên mình có giới thiệu. Đấy là bộ 2 in 1 của Avacel. Thì cái bộ này nó sẽ có những cái thành phần như là cái hộp đựng của nó thì rất là cứng cáp, có những cái móc và những cái dây đeo để trang bị thêm cho các bạn khi các bạn đi xa hoặc là đeo quanh người. Thì đây là một cái bộ len mà nó có trang bị thêm cả đèn hỗ trợ sáng cho các bạn khi mà các bạn sử dụng chụp macro nhé, hoặc là chụp mà selfie thì nó đều có một cái đèn hỗ trợ sáng này giúp cho các bạn chụp được chi tiết hơn. Này thì nó sử dụng pin và các bạn cắm cổng sạc micro USB ở đây. Đấy, các bạn cắm như này và cắm vào củ sạc thông thường ấy, thì nó sẽ sạc cho cái đèn này. Mình sẽ thử cho các bạn xem cái độ sáng của nó nhé. Có nó có 3 cấp độ. Đấy, cấp độ thứ hai, cấp độ thứ ba sáng hơn. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là sáng luôn. Và khi các bạn kẹp vào thì nên giữ một cái khoảng cách nhất định thì sẽ không bị cháy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái kẹp và cái kẹp này nó có thể trượt được. Mình đo được thì cái kẹp này nó sẽ kẹp được dài nhất là tầm 4 cm cho cái máy điện thoại của chúng ta. Nếu những cái máy nào nên khoảng cách xa nhất là 4 cm, còn gần hơn thì các bạn kéo cái phần nắp lên. Đây là cái len của chúng ta. Cái len này thì nó khá là lớn, nó lớn hơn cái len trước đây của Apacel, và trên này thì nó sẽ ghi là nó có phủ coating ở trên cái mặt thủy tinh của cái ống này nhá. Đây các bạn, cái được cách ngang cái kẹp đằng sau thì nó là cái kích thước là 17 mm, đường kính là 17 mm, có thể kẹp được vào tất cả các loại kẹp và ốp hỗ trợ. Cái len này thì khi gắn với nhau thì nó sẽ là len góc rộng 140 độ. Đấy, nó cho ra cái chất ảnh rất là nét. Còn khi mà các bạn tháo ra thì nó sẽ có một cái len macro ở bên phía dưới. Đấy, cái len macro này là macro 15x nha các bạn. Nó có thể chụp tốt từ 3 cm đến khoảng cách nét tốt từ 3 cm đến 6 cm, 5 đến 6 cm. Đấy, trong cái khoảng này. Nên các bạn cân nhắc xem và có thể sử dụng vào cái việc của mình thì các bạn mua. Cái kẹp này khi mà kẹp vào máy thì mình sẽ thử ở đây là cái iPhone XS, cái iPhone X nhé. Khi mà các bạn kẹp vào thì các bạn kẹp vào cái mắt trên. Cái mắt của iPhone X thì mắt trên nó là mắt, chỉ cần kẹp cho nó cân với cái mắt trên thôi, chứ không phải kẹp cả 2 mắt đâu, tại vì cái này nó không thể sử dụng cả 2 mắt được. Đấy các bạn nhìn không? Ở trong này nó sẽ có một cái phần gạch để nó chia. Đấy, khi mà các bạn kẹp được chuẩn rồi thì nó sẽ không bị tối đen góc nào cả. Và các bạn chụp ảnh này, thấy không? Nó góc rộng hẳn ra. Và khi các bạn rút len ra thì là nó góc nó hẹp đi, đúng không? Đấy, giúp cho các bạn có thể chụp được rất nhiều các sản phẩm hoặc là đồ vật trên một cái góc một cái mặt phẳng hẹp. Đó. Thì một số các bạn sử dụng có kẹp cái này nhưng mà lại kẹp không chuẩn, không giữa center ấy, thì nó sẽ làm cho cái mặt là cái ảnh của chúng ta nó sẽ không đẹp. Ở đây mình sẽ giới thiệu thêm các bạn một cái ốp. Đây là một cái sản phẩm mới ở bên mình mới về. Thì cái ốp này nó sẽ đi theo tùy từng loại máy nhé. Bên mình mới có cho iPhone. Cái ốp này thì nó sẽ làm cho mình thay cái kẹp và nó sẽ chắc chắn hơn. Các bạn chỉ việc vặn len vào thôi và không cần phải chỉnh kẹp gì cả. Vặn đúng cái lỗ mà các bạn cần. Đấy, ở đây lỗ của nó đều là lỗ 17 mm hết. Các bạn vặn đây. Đấy, nó sẽ rất chắc chắn nhé. Cái phần vặn đó thì nó là hợp kim nhôm thôi, thì nó sẽ làm chắc hơn. Đằng sau thì nó bằng gỗ. Đấy, các bạn vặn vào như thế này. Đấy, các bạn cầm nó sẽ rất chắc chắn. Nếu đi du lịch các kiểu thì đây là rất tuyệt vời. Các bạn không cần phải phải kẹp nòng ngoằng cho nó khi mà chúng ta di chuyển nó sẽ xê dịch, nó sẽ không được đẹp. Đấy. Còn khi các bạn vặn cái nắp trên này ra thì chúng ta sẽ có một cái len macro nhé. Đấy, cái len macro này là làm gì? Để chúng ta sẽ chụp được những cái vật có chi tiết nhỏ và nó chụp nét cao, thì các bạn dí sát
vào trong cái phần phần ảnh đấy. Chúng ta sẽ chỉ có thể chụp được nét khi mà các bạn chụp đúng trong cái phần đấy nét của nó. Cái này thì nó tầm khoảng 3 đến 5 cm là lấy nét tốt. Đó. Các bạn có thể thấy được những cái chi tiết là những cái chữ này rất là nhỏ luôn. Nhiều các bạn sử dụng cái len này để chụp môi, xăm môi ấy và xăm lông mày, làm lông mi và làm leo thì rất là ok. Vì nó tăng cái độ chi tiết và cái độ nét của cái ảnh để các bạn quảng cáo. Đấy, bình thường chụp bằng bằng điện thoại thì nó sẽ không được đẹp như thế. Rồi, cái bộ này thì nó sẽ rất là chi tiết về phần da rồi các cái chi tiết nhỏ. Nếu như các bạn sử dụng cái